Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 13 của truyện Liên Kết Nguy Hiểm. Nhưng mà những âm thanh hỗn loạn bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ đang chậm rãi trước mắt, chậm ngửa nhìn cũng phát hiện, trong lúc rối loạn, Sải Lâm kéo tay hướng vào phía xa. Nhưng mà nguyên nhân âm thanh ngừng lại rõ ràng cũng chỉ vì Lý Quảng Phúc bị kéo đi, bởi vì ngón tay của hắn đẩy lên tay Lý Quảng Phúc, đồng thời con ngạnh tay còn lại cũng đang kéo tay anh. Chỉ đang cụp mắt nhìn mấy ngón tay mình lúc này đang đặt thờ trong lòng bàn tay của Sở Lâm. Anh Lý, Sở Lâm nhìn Lý Hỏa Phúc nói, có gì từ từ nói, không có việc gì, đừng 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 đừng. Lý Hỏa Phúc chẳng hề nhận ra mình đang đụng vào thứ gì, chỉ thấy Sở Lâm đi đến, bảo vệ. Đến khi hắn ta bị Quý Minh Nhuệ xông đến đè ngã, thì hắn ta mới nhìn thấy người đàn ông có tóc mái hơi dài ở bên cạnh. Lần trước bọn họ từng gặp nhau ở trong rừng cảnh sát. Lý Hoàng Phúc nhớ rõ, lần trước chính là người này nhận ra được cái điện thoại cũ của mình và dùng rồi, sau đó đưa cho Tiệp Khang. Tiếp theo hắn ta không hiểu rõ cảm sự cho anh người đàn ông lúc này. Con người đang sống tối tăm không thấy đáy dưới khóa để ra bây giờ người đàn ông đó đang nghĩ gì, những gì. Chỉ có thể nhìn thấy những đôi môi đỏ tươi, anh ta như nhíu lại. Lý Minh Nhuệ và Lý Hoàng Phúc trên bàn. Phần thân trên của hắn ta dính sát trên bàn làm việc. Tài liệu trên bàn bị đẩy xuống đất. Nhưng đôi khi đầu óc Lý Minh Nhuệ phản ứng khá chậm, như thể chạm hơn người, đẩy người ta đến mức không có chút đường sống để phản kháng. Lần trước chưa tìm con trai anh, sợ là lần này phải tìm con trai anh đến hỏi cho rõ rồi. Anh ta lại hắn giọng nói, không vững, ông gọi điện đến nhà hắn ta trước, là bóng gió ngoài cửa. Đối phương vẫn là trẻ con, trong tình huống không có chứng cứ xác thực, đi theo kiểu thẩm vấn bình thường, bạn hỏi cậu ta có trộm đồ của cửa hàng tiện lợi không, có phải cậu ta xích mèo không, để sẽ tạo nên những ảnh hưởng cho tâm hồn của đứa trẻ. Cho nên bình thường bọn họ đều sẽ áp dụng vài biện pháp tuyệt chuyện trước. Hùng Vũ hiểu ý, tôi ngay. Sở Lâm nhận ra chỉ Thanh còn đang nhìn chằm chằm tay của mình, lúc này muốn nâng tay chị lên xa. Xin lỗi, nhất thời không nghĩ nhiều đến thế. Cậu không sao chứ? Lần này chị Thanh lại không nói bác về hàng dưới đây trước. Anh cũng biết đừng được lung tung, thế thì anh được lung tung cái gì? Vì dù anh có bài xích thế nào thì cũng không thể phủ nhận một việc. Cô giờ quả thực Giải Lâm đã giúp anh. Vào khoảnh khắc, Giải Lâm xuất hiện, âm thanh biến dạng đã bị cắt đứt. Giọng nói dù có bị biến dạng vẫn mang theo của âm địa phương. Vừa thấp, vừa quỷ dị, như ác mộng của Lý Quảng Phúc biến mất khỏi thai. Anh giống như được ở một thế giới khác, được hắn kéo lại về hiện thực. Anh chưa từng nghĩ rằng cặp tính không tập được suy nghĩ trên người Giải Lâm mà có thể phát huy tác dụng này. Giải Lâm thấy chỉ Thanh không nói chuyện, ngược lại không quen. Cậu không cần nhịn, muốn đi rửa tay thì đi giường đi. Nếu vậy, tôi vừa rồi không nói, không rằng được tay cậu. Giải Lâm còn chưa nói xong, thì nghe thấy chỉ Thanh nói, một câu cảm ơn trước khi đi rửa tay. Giải Lâm, gì cơ? Chỉ Thanh, tôi nói cảm ơn. Không cần thích sao? Thực ra tôi nghe rồi, Giải Lâm nói. Chỉ là tôi muốn nghe lại lần nữa thôi. Không ngờ con người cậu thỉnh thoảng vẫn nói chút đạo lý. Giải Lâm lại nói. Chỉ Thanh, có phải người không thể khen ngợi, nếu không họ sẽ thuận thế leo lên. Chỉ Thanh rửa tay xong, quay lại đúng mức không vừa bị kẹo ạ. Tôi nói tôi bên quản lý tài sản, chuyện xảy ra trong tiểu khu trước đã gây ảnh hưởng nhất định các vụ gia nghiệp. Tất là thằng bé đừng sợ, nếu có manh mối gì có thể cung cấp cho chúng ta. Khi phản ứng của thằng bé rất bình tĩnh, nói rằng mình không có manh mối gì. Sự không tĩnh thoại, không phụ nhớ lại phản ứng của bé trai tên Tiểu Khang trong cuộc gọi đó. Giọng nói khàn khàn chỉ có ở các bé trai đang trong thời kỳ vỡ giọng, ngữ điệu đều đều, dường như không có lên, không có ngồi xuống, không có thiếu sự kỳ lạ, dường như thằng bé rất nôn nóng đến điện thoại. Không có Sương Vũ không nghĩ nhiều, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc oa oa của sơ sinh qua ống nghe. Tiếng khóc nghe vừa yếu ớt vừa xa xăm, có lẽ là từ trong cánh cửa khiến hờ chuyển ra. Không Vũ hỏi, có ai đang khóc sao? Ok, vậy là mình đã đọc xong phần truyện ngày hôm nay rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé.
Bye bye mọi người.